Rồi, cốp ra.
không có cứng đâu. Sáng cái đem xuống, sáng mình ra bán nó 5 giờ đó, đem xuống để ngăn mát cái nó gã ra. Để hai bình chung với nhau thì đó, để lên ngăn đông á, rồi cái bắt đầu 5 giờ mình ra bán đây nè, mình để xuống ngăn mát. Rồi, ăn cơm ạ. 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 Rồ
Thank you.
thêm một bịch là ba bịch và bốn bịch á. À, ở đây còn cái bịch là bốn cái bịch nữa nha. Rồi xíu à. Tưởng đông qua vô chứ còn lộn đài. Đỡ hết sức. Đỡ cũng đỡ vả. Cũng có tiền. Ai ngờ đâu. Trời ơi.
đâu. Mới mua mấy tờ nữa nè. Ông với số nè. Của ông nào còn có chút mua tôi xếp xếp không thấy không? Bởi vậy số tới là thời tới cản đâu có nổi. Thấy không? Rồi rồi nó chỗ nó còn quá không biết mua với số cái đại nào nữa. Vĩnh Long. Trung Quốc. Là hạnh phúc.
mà em nghỉ. Còn cơm anh không?